chủ đề phục sinh của Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Việt Nam năm nay đó là quyền năng Chúa phục sinh. Và quý vị đã thấy, đã đưa lên phong và đi song song với câu gốc trong Roma đoạn thứ 6 câu 4 phần B. Một lần nữa chúng ta sẽ đọc cái câu gốc đó một lần nữa. Roma đoạn 6 câu 4 phần B. Xin mời chúng ta đọc đọc. Đấng Christ sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Roma đoạn 6 câu 4 phần B. Hội Thánh sẽ mở trong Kinh Thánh thêm một câu nữa. Roma đoạn 8 câu thứ 11. Roma đoạn 8 câu thứ 11. Chúng ta đọc chung với nhau cái câu Kinh Thánh này. Roma đoạn 8 câu thứ 11. Xin mời Thánh đồng đọc. Và nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Câu Kinh Thánh này nói như thế này: Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Ngài khiến Chúa Giêsu nằm trong phòng mộ 3 ngày, và bởi quyền phép Ngài làm cho Chúa Giêsu sống lại. Thì cái quyền phép đó Ngài cũng biến đổi một con người chết trong tội lỗi, trong tư dục, và sẽ sống lại trong một đời sống mới ở trong Đức Chúa Giêsu đi. Câu Kinh Thánh đó nói như vậy. Khi chúng ta nhìn thấy cái chủ đề quyền năng Chúa phục sinh, dễ lắm chúng ta sẽ suy nghĩ rằng quyền năng Chúa phục sinh là Chúa Giêsu cứu Chúa của chúng ta đã bị đóng đinh chết ở trong phòng mộ 3 ngày, và sau đó Giêsu đã bẻ thanh quyền của sự chết để Ngài sống lại một cách khải quạt. Năm nay quý vị sẽ nhìn thấy cái bức phong, cái hình ảnh này nói lên Chúa Giêsu vượt phòng mộ, Ngài lăn hòn đá ngăn trở thân xác của Chúa để sống lại. Rồi sáng năm quý vị trong lễ phục sinh, quý vị cũng sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh đó. Thì Chúa 5 năm, thì Chúa 10 năm, 20 năm đến ngày lễ phục sinh, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh này. Đó là điều có phải Đức Chúa Trời muốn tôi và ông bà anh chị em làm cho đấng nhân để hiểu về Chúa Giêsu phục sinh, quyền năng của Chúa phục sinh phải như vậy không? Dạ không. Nếu chúng ta chỉ hiểu trong mức độ phạm vi đó thì sự chết của Chúa Giêsu từ trong phòng mộ, Ngài vượt quyền sự chết để sống lại, nó không biến đổi cuộc đời của chúng ta, nó không giá trị gì cuộc đời của chúng ta vậy cả. Cho nên tại sao có những người đã tin Chúa bao nhiêu năm bằng lòng khước từ bỏ Chúa một cách đơn giản như vậy? Bởi vì họ hiểu rằng Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời từ đời giáng thế làm người cách đây hơn 2000 năm, và sau đó Ngài đã bằng lòng hy sinh cho tội lỗi nhân loại, Ngài bước vào phòng mộ, chịu đóng đinh chết và cho 3 ngày Ngài sống lại. Thưa ông bà anh em, Kinh Thánh không phải chỉ có tương phục lại chỗ đó mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Thánh Linh khiến Đức Chúa Giêsu được sống lại từ trong phòng mộ thế nào, thì Đức Thánh Linh là đang ngự vào lòng kẻ tin, sẽ làm cho anh em được sống lại trong đời mới với Chúa Giêsu. Trong đời mới có phải là chờ ngày chết về thiên đàng không? Kinh Thánh nói rằng giờ phút đầu tiên người đó tin nhận Chúa, vậy nếu ai ở trong đấng Christ, nãy là người dựng nên mới, mọi sự cũ đều qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới.
Chúng ta không kinh nghiệm đời sống mới, đi bước đường thiện của ở trần gian này, chúng ta đừng mong mỏi gì bước vào trong thiên đàng. Lý do chúng ta không hy vọng gì cứu rồi, chúng ta tin Chúa Giêsu để được quyền năng làm Chúa sống lại. Chúa sẽ làm chúng ta bệnh tật được chữa lành khỏi đi bác sĩ. Chúa làm chúng ta may mắn trong cuộc sống. Chúa làm chúng ta thạnh vượng vật chất. Mà không thấy rằng để ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa trời, là ban cho những kẻ tin nhận Ngài. Ông bà anh chị em thấy có ai tin Chúa rồi bắt đầu phá một tiếng là bắt đầu coi như là bảo tối dừng lại không? Quý vị thấy không? Có ai tin Chúa rồi mà nói rằng à, ai giết tôi đi rồi sẽ trông tôi, rồi Kinh Thánh nói rằng Chúa ban tôi quyền phép, quyền năng, tôi tung tôi ngồi để sống lại như Chúa sao không? Quý vị thấy không? Còn nhưng mà Kinh Thánh nói phải không? Ai tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời của mình thì quyền năng ban cho Chúa Giêsu sống lại từ trong cái chết, phá tan các quyền của Satan, giữ Ngài trong bóng mộ, và Ngài ban các quyền năng đó để tôi và quý vị đắc thắng tội lỗi, sống một đời sống mới trong Chúa Giêsu, để sống rao giảng tin lành, để sống yêu mến và cầu nguyện Ngài. Đó là quyền năng phục sinh. Bây giờ chúng ta bước vào phần thứ nhất, đời sống các môn đồ trước khi Chúa phục sinh. Có nghĩa là họ tin Chúa, họ theo Chúa, họ làm môn đồ, họ làm sứ đồ, họ theo Ngài, họ rao giảng tin lành, họ chứng kiến Chúa hóa bánh, họ chứng kiến Chúa chữa lành. Và lúc này Chúa chưa chết sống lại nhé, Chúa chưa chết sống lại. Thì chúng ta thấy điều gì ở nơi các môn đồ, ở nơi các sứ đồ? Kinh Thánh cho chúng ta biết các môn đồ, các sứ đồ có nhiều khuyết điểm, có nhiều khuyết điểm. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy một cái điều, họ là môn đồ của Chúa, họ đi trên con thuyền Chúa đồng đi qua biển hồ Galilê, khi gặp sóng gió họ nỗ lực họ chèo chống. Ông Phi-la Gia-ca-giăng là người ngư phủ mà họ chèo chống kinh theo kinh nghiệm của họ, họ càng chèo chống nặng thất bại, sóng gió càng nổi lên. Thì bây giờ họ thắng đến thức Chúa Giêsu, may mắn là hôm chiếc thuyền đã có Chúa Giêsu đi với họ nữa. Nhưng mà ngày mệt quá, ngày tới sau lái ngày nằm ngủ ở đó. Thầy dạy chúng ta hằng sắp chết rồi, Chúa Giêsu thức dậy, Chúa quả họ rằng sao các con biết trước tiên vậy. Và sau đó Chúa phá một tiếng, Thánh Kinh nói là trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 23 cho đến câu 27 đó, Chúa phá một tiếng thì gió bão yên lặng như tờ. Bây giờ họ nói gì? Khi nhất là khi gió bão yên lặng, ông mừng lắm á, tức là thoát chết đợt này rồi đó. Họ nói rằng người này là ai mà gió và biển cũng vâng lệnh ngươi? Thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy không, họ theo Chúa bao nhiêu năm mà họ không biết Chúa là ai. 3 năm, ít nhất là 3 năm Chúa thi hành chức vụ 3 năm. 30 tuổi Chúa bắt đầu thi hành chức vụ, họ trở nên môn đồ của Chúa. Bây giờ họ gặp thách thức sóng gió, họ sợ hãi, họ sợ chết, họ sợ thuyền sẽ chìm ở giữa biển hồ Galilee đó. Họ kêu Chúa vậy, Chúa sao mà vô tư vậy, Chúa không quan tâm gì như vậy, Chúa ngủ vậy. Và Chúa dậy, Chúa quở sóng gió yên lặng như tờ. Kèo nói là người này là ai, người là ai mà sóng gió yên lặng như tờ? Ông bà anh nhìn thấy quyết định của họ, lý do tại sao họ quyết định như vậy? Kinh Thánh không nói lý do, nhưng mà chúng ta biết tội gì họ thấy Chúa có 3 năm rồi,
không có cơ hội học về Chúa như tôi và quý vị ngày hôm nay. Chúng ta tin Chúa không phải 3 năm đâu, 5 năm, 10 năm, mấy chục năm. Thưa quý ông bà anh chị, chúng ta có xác định Chúa Giêsu là ai? Hay là chúng ta thắc mắc Chúa là ai đâu? Chúng ta phải xác định ngay. Xác định ngay. Chúng ta vô thành phố mới vừa xuống xe. Tôi là cái người mà người bạn báo cho tôi là anh chị xuống xe và tôi có trách nhiệm đó. Dám đi không? Không dám. Ủa? Anh là ai mà biết tôi xuống xe tại đây, cái xe miền Đông mà đến mà tôi sẽ chở tôi đến cái chỗ vị trí tôi cần. Thì bây giờ cái người đó mới nói giới thiệu liên quan với nào à. Đó, người bạn của tôi biết à, à anh cũng là bạn của tôi đã nhờ tôi chia nào mới dám đi. Nhưng mà các môn đồ ngày xưa khi mà Chúa chưa chết chưa sống lại thì họ không biết Chúa Giêsu. Thậm chí Chúa vừa sống lại đi bên cạnh họ trên con đường về làng Emmaus mà họ cũng không biết Chúa Giêsu là ai. Chúng ta nhớ câu chuyện chưa? Trong Luca. Cái điều thứ hai ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ khuyết điểm là họ ít đức tin, họ sợ hãi khi hoạn nạn, khi nghịch cảnh, khi sóng gió. Chúa Giêsu nói rõ mà, sao các con ít đức tin như vậy? Đó là khuyết điểm của họ. Có tôi và quý vị lắm lúc bình thản thì thôi, thành lượng thì thôi, khi hoạn nạn thậm chí nếu thầm lấy cả mạng sống thì liệu chúng ta có trả giá để mà thầy Chúa hay là không? Đồng chí Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết về điều gì? Đức tin của chúng ta mỗi ngày thêm lên, hãy tấn tới trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa. Tấn tới là cho ông thấu đuôi nha. Muốn tấn tới thì sao? Một người học trò mà muốn lên lớp thì sao? Phải đi trường điều đàng, phải chăm chỉ học hành, phải làm bài, phải trả giá, phải dừng lại tất cả mọi sự vui chơi bạn bè của mình mà phải vào đàn sách rất là nghiêm túc. Cái quyết định thứ ba khi các môn đồ khi mà Chúa Giêsu chưa sống lại, chính họ đã ngăn trở nhiều người đến với Chúa. Tôi lúc Kinh Thánh ra để cho một anh thấy, mời một bạn trẻ đọc trong Tin Lành Mát đoạn 10 câu 13-11. Mát đoạn 10 câu 13-11. Những kẻ đem đến lúc Chúa Giêsu thấy vậy bèn giận mà phán cùng Gô-mô-ra: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng nắm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. À, xin cảm ơn. Cái đồn dân họ khiêng những người bệnh tới á, họ ngăn trở những người ẩn con của mình đến với Chúa Giêsu thì có thể còn dễ nghe dễ coi phải không? Ở đây Kinh Thánh nói gì? Các môn đồ, các sứ đồ của Chúa ngăn trở những người cha người mẹ ẩm con của mình đến với Chúa, dâng cho Chúa để Chúa cầu nguyện cho chúng nó. Họ ngăn trở. Chúa có muốn mình như vậy không? Đó, chúng ta đọc thấy cái phần Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ thấy không, hãy để con trẻ đến cùng ta. Bởi vì quan điểm của các môn đồ lúc bây giờ, nó trẻ con nó biết cái gì, nó tới lần mất thì giờ, nó khóc nó là ồn ào quá. Nhưng mà chúng ta không, phải để con trẻ đến cùng ta để ngăn trở. Đó, những đời sống môn đồ của Chúa khi mà Chúa Giêsu chưa từ cái chết sống lại, họ đã ở trong nhiều cái khuyết điểm như vậy đó. Rồi, khi họ Chúa Giêsu chưa chết chưa phục sinh thì chúng ta thấy một cái điều mà cách đây mấy tuần chúng ta học hỏi rằng họ thấy Chúa nhưng mà trong lòng, trong tâm trí của họ còn suy nghĩ đến danh lợi quyền, cái địa vị
Đây là bài học mà cách đây mấy tuần chúng ta học, phải không? Chúa nói với các môn đồ rằng, rồi đấy, mấy ngày nữa ta sẽ lên thành Jerusalem, tại đó ta sẽ bị các thầy tế lễ, các quan đề hình, các cấp chính quyền ở đó bắt, ta đóng đinh, đánh đập và đóng đinh, ta sẽ chết 3 ngày trong phòng mộ, ta sẽ sống lại. Nhưng mà Chúa nói người xong thì điều gì xảy ra? Kinh Thánh ghi rằng bây giờ Gia-cơ và Trang đến gần với Chúa Giêsu mà thưa rằng: Thưa Thầy, khi nào Ngài làm vua, Ngài làm tổng thống, thì Ngài cho hai anh em tôi, một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả. Kinh Thánh nói gì? Mời con đồ kia cũng nghe như vậy là giận lắm, phải không? Bài học chúng ta mới học có tìm. Họ còn nhắm đến nếu mà Ngài lật đổ đi quốc La Mã, thống trị đất nước Do Thái, Ngài làm vua thì trên là vua, dưới vua là tôi. Họ nghĩ đến cái địa vị của Trần Gia, họ nghĩ đến cái tiếng tăm, cái danh lợi quyền của Trần Gia. Khi mà họ chưa kinh nghiệm được, họ chưa mục kích được, chưa sẽ bị chết, đóng đinh và Ngài sống lại. Đó là sống họ như vậy. Quý vị có bắt lỗi các môn đồ đi đâu trong phong cảnh? Họ thấy Chúa có 3 năm mà. Tôi tin rằng chỉ trừ Chúa Giêsu ra, chứ không có nhiều mục sư, không có nhiều người, nhiều người không có nhiều khóa học để học lời Chúa như chúng ta ngày hôm nay. Thậm chí mỗi ngày, nếu tấm lòng tôi và quý vị có tấm lòng, chúng ta mở ra trên Internet và dẫn liên tục, cầu nguyện liên tục ở đi đâu. Và chúng ta nghe, chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ nói rằng: đúng rồi, cảm ơn Chúa. Đời sống tạm mà thôi, con chỉ là khách bộ hành trên đất mà thôi, tạm thời mà thôi, quê hương của con là ở chiến đàn. Nhưng mà tôi và quý vị nói vậy, mà thái độ của chúng ta có thật sự như vậy không? Hay là đối diện với danh lợi quyền thì sao? Nếu có một thì chúng ta không chọn được, phải không? Không chọn được. Nhưng mà có hai điều: một là danh lợi quyền của Trần gian, hai là trả giá để giữ đức tin. Làm con trai, trai con gái yêu dấu trong nhà của Chúa thì chúng ta chọn điều nào? Các môn đồ ngày xưa ra rồi, họ theo Chúa, họ nghe Chúa giảng dạy, không biết là họ không hiểu hoặc không muốn hiểu. Kinh Thánh gì? Ông sứ đồ Giăng nghe. Tới nỗi 12 ông sứ đồ Giăng Kinh Thánh là thiên người được Chúa yêu đó, ngồi mà dựa vô ngực của Chúa, giống như mà đứa con của chúng ta ngày hôm nay đó, đứa cháu chúng ta ngày hôm nay, cái mức độ gần gũi thánh linh. Nhưng mà khi nói đến danh lợi quyền thì suy nghĩ ý cho mình ưu tiên chứ, ý cho mình làm lớn chứ. Chúa làm lớn tất nhiên rồi, Ngài là vua, còn về con người tôi phải làm lớn chứ, tôi phải được người ta khen chứ. Nhưng mà Chúa nói không, trong vòng các ngươi ai muốn làm lớn phải làm nhỏ, phải làm đệ tớ, phải làm phục vụ. À, khi nói đến cái này thì tôi nào bị Chúa, khi tôi phụ tá tại Lê Di đó, nhà thờ Lê Di, tôi nghe một công cụ nó mà làm cho tôi nhớ cái câu nói của ông. Ông nói với tín đồ á, ông nói mấy ông mục sư là đầy tớ nghe chưa, còn mình tín đồ là con của Chúa nghe chưa. Ông cụ nó có lý chứ, phải không? Đó là điều Kinh Thánh nói nè, vì chân bày mục sư là đầy tớ, còn mình đây nè mới là con nè, còn đó là người giúp việc mà đó, người mình sai đó, người mình biểu muốn gì muốn á. Tôi nghe tôi tích cười, tôi không có ý kiến gì. Còn con đó, đúng Kinh Thánh nói rằng vì họ cũng dưới chân bày là đầy tớ, mà đầy tớ Chúa để chân bày của Chúa. Rồi khi họ đến nghĩ đến danh lợi quyền, cái điều vậy Chúa làm vua, làm tổng thống đi, thì họ ngồi kế với tổng thống là thủ tướng vậy đó. Chúa nên
các ngươi có uống được chén đâu uống không? Các ngươi có trả giá sẵn làm theo ta không? Thưa Chúa, được. Họ trả lời xong mà nó dễ, nó nhẹ nhàng quá. Vậy ông đó cứ nắm đi, ghi nhiều. Họ nói có lẽ cái chén đó là cái chén uống vô nghe nó ngọt mặt. Bởi vì họ nghe cái chén là họ tưởng là cái thứ gì đó. Mà đối với Chúa thì quyền thấy Chúa đổ ra còn là ngọt mặt không chứ không có đáng được. Mà đâu có hiểu. Phải không? Cái chén thánh ngày hôm nay chúng ta uống đó là chén đáng của Chúa Giêsu phải trả nợ tội với chúng ta cách hơn 2000 năm đó. Đó, cái đời sống trước khi mà họ chứng kiến Chúa phục sinh, họ có những cái khuyết điểm như vậy. Rồi, tiếp theo, họ sống cài cái sức riêng của mình. Khi họ chưa kinh nghiệm Chúa vì nay Chúa phục sinh, thậm chí trong thì giờ hết sức vô cùng quan trọng mà thầy của mình đối diện với một sự đau khổ tốc độ, Chúa trình bày cái điều đó. Rồi đây, đêm nay các ngươi sẽ bắt phạm vì cả ta, có nghĩa là khi ta bị bắt kia nào thì các ngươi sẽ sợ hãi và chạy trốn, dễ lắm các ngươi sẽ chối ta. Kinh Thánh nói rằng không những Phi-rơ mà các môn đồ đồng nói rằng không, ai có bỏ thầy, ai có chạy trốn kia nọ, nhưng riêng chúng tôi không bỏ thầy đâu. Chúng ta mời nắm chung là sẽ thấy Ma-thơ đoạn 26 câu 35. Phi-rơ thưa rằng dẫu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chết thầy đâu. Hết thải môn đồ đều nói y như vậy. Nếu chúng ta xem tới câu 56, đáp đoạn 26 câu 56. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời của đám tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy hết thải môn đồ bỏ ngài mà trốn đi. Khi tôi ngồi tôi suy gẫm thì tôi sẽ thắng này. Tôi phải xác lòng, quý vị xác lòng mình theo Chúa mình có cậy sức mình không? Mình có thay Chúa định đoạt cho cuộc đời mình không? Nếu điều đó có, chúng ta đã học được, chúng ta đã quyết định. Khi bệnh đi chúng ta nó mạnh lắm không? Khi thành người chúng ta nó mạnh lắm không? Khi mà gặp hoạn nạn, khi bắt bớ, khi cám dỗ, tiền bạc vật chất chúng ta nó có giật đâu? Kinh Thánh nói nghi rằng khi mà Chúa chưa bị bắt, chưa gặp hoạn nạn, có mấy chứ ngồi thôi. Ai cũng tuyên bố mạnh mẽ rằng dầu có ai chối thầy, riêng chúng tôi là môn đề của thầy, ngày yêu thương, ngày kêu gọi, ngày cứu, chúng tôi không hề bỏ thầy. Thầy chết chúng tôi cũng chết với thầy. Thầy ở tù chúng tôi sẽ ở tù với thầy. Thầy bị tử hình chúng tôi sẽ bị tử hình với thầy. Nhưng mà sau đó Kinh Thánh nói rằng khi Chúa Giêsu bị bắt thì bỏ chạy. Quý vị có thông cảm cho mức độ liên tục và thấy Chúa có 3 năm. Họ không có Kinh Thánh Tân Ước như chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại Chúa, chúng ta nghe lại Chúa, chúng ta thấy bình thường. Bởi vì chúng ta đã học bao nhiêu lời của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, cho nên chúng ta thấy rất là bình thường. Thậm chí chúng ta thấy rất là tâm thường trong cuộc đời của chúng ta, chứ nó không có nghiêm và nghiêm túc trong vấn đề mà là Chúa đến với chúng ta. Ta có khuyết điểm chúng ta không? Khi mà Chúa Giêsu còn chưa kinh nghiệm Chúa chết và sống lại, họ lùi bước, họ muốn lùi bước, có thể họ sợ bắt bớ. Rồi có người lùi bước không thể bị bắt hoàn nạn, nhưng có người lùi bước vì thế gian, vì tư dục, vì danh lợi quyền.
học trò của cô Lô còn có Timothy tiếp nhiều lắm, trong đó có ông Đêm Anh. Và khi ông Phaolô bị dân Chúa bị bắt bởi tù, ông gửi một thư cho người học trò tâm linh, cũng nên nói yêu dấu ông, hãy đến cùng ta cho kiếp, vì Đê Ma đã bỏ ta rồi, vì người tham hố. Và cái khuyết điểm của họ mà ngày hôm nay nói đến lễ thương khó là nó nổi lên trong tâm trí của ông bà anh em và tôi, đó là họ chối Chúa. Họ chối Chúa không phải vì danh lợi quyền lợi địa vị của trần gian thế gian này ban cho họ, mà họ chối Chúa rằng nếu họ nhận họ là muôn đô của Ngài, họ có sẽ cùng Ngài bị đóng đinh tại thập tự giá. Cho nên đứa đệ tớ trong xăng của thầy cả thượng phẩm đó, trong cái xăng sự án của trong tôn giáo đó, họ điệu Chúa Giêsu đến đó, họ đưa Chúa Giêsu đến đó. Kinh thánh ghi rằng Phi-rô nó đi ghi ra là chúng ta thấy cái người phải nói rằng nóng cháy nóng lại theo đi theo Chúa một cách xa xôi. Rồi khi vào trong cái xăng của thầy cả thượng phẩm để theo dõi số phận thầy của mình như thế nào, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngài biết trước đó mấy tiếng hồ Chúa nói rằng đêm nay các ngươi sẽ bắt phạm vì cớ ta. Vì đó các môn đồ cậy sức riêng của mình để trả lời với Chúa. Và bây giờ cái đứa đệ tớ có đầy cả tình bản ra không? Ủa, ta nghe tiếng của người giống tiếng ở cái xứ Galilê của Giêsu này quá đi. Có phải người trong bộ của Giêsu không? Quý ông bà anh chị em nhớ kia đang nói sao? Mình nói cái nội dung người ta không hiểu, mình nói cái nội dung người ta không biết. Thứ ba, người báo trước mặt bài lần thứ ba hả? Không, ta đồng ý là nó có cái giọng mà lên đi lên đây, nhưng mà ta không có liên quan gì với sống đó đâu. Quý vị có bao giờ suy nghĩ tại sao ghi những điều xấu vào cuốn thánh? Bốn sách thứ ba là các sứ đồ, môn đồ của Chúa, mà tại sao lại ghi những điều xấu của các môn đồ này vào cuốn thánh đó? Để tôi và quý vị hãy suy nghĩ. Chúa không muốn tôi và quý vị các môn đồ mà còn dạy nữa, huống chi là mình, phải không? Tôi và quý vị bao giờ hai đứa con sinh đôi cùng vô mẫu giáo rồi cùng lên cấp 1, cấp 2, một đứa học giỏi, một đứa học ương. Quý vị nói với đứa học giỏi hay nói với cái đứa con mà học giỏi đâu sao? Con học tệ xuống thấp bắt đi, để bằng em con đi. Quý vị có nói vậy không? Nếu nói vậy là cái đầu của tôi có vấn đề à? Con thấy không? Con cố gắng như em của con đấy. Cùng tuổi đó mà nó chăm chỉ, nó học, nó lên lớp, nó có phần thưởng đó. Chú cũng muốn tôi thấu lui không? Chú muốn quý vị thấu lui không? Chối Chúa không? Khước từ Chúa không? Rồi. Ngày trước tôi và quý vị chưa tin Chúa, chúng ta đã chối Chúa, xây lưng bức tượng của Chúa là giống như Adam Eva ở trong vườn phước hạnh, xây lưng với Đức Chúa Trời công văn một ngày, mạnh lệnh của Ngài nó còn nghiêm khắc. Cho nên đó là những khuyết điểm mà các môn đồ chưa kinh nghiệm như thế và Chúa chưa kinh nghiệm quyền năng của sự phục sinh. Nếu kinh thánh dừng ở đó thì rõ ràng tin lành không truyền giảng đàn tập, tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu kẻ tin. Chúa Giêsu từ trời đến trần gian này có phải là một quyền phép không? Quý vị suy nghĩ có phải là một quyền phép không? Một người nữ không mẹ ở Việt Nam mà sinh ra một đứa con trai, một mặt đứa con trai
mà Kinh Thánh ngữ đã dự bị trước 600 năm, Môi-se đã dự bị trước. Còn so với Môi-se biết thì còn cả hơn 1.000 năm. Thời của David hơn cả 1.000 năm. Tin lành của ban là quyền phép của Đức Chúa Trời để trước để tin. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh tiếp tục ghi. Như vậy thì chúng ta thấy bốn phép tin lành, những đoạn cuối cùng đúng cách là gì? Chúa chết và Chúa sống lại. Thấy không? Nhưng mà Phúc Âm không dừng ở đó. Tin lành tức là Phúc Âm nó không dừng ở đó. Và Phúc Âm đi tiếp tục coi như là qua công vụ của các sứ đồ, rồi qua các thơ tín. Và bây giờ lời của Đức Chúa Trời được trong thế kỷ thứ nhất đã được truyền giảng ra khắp thế giới lúc bây giờ. Cái phần thứ hai chúng ta suy ngẫm ở đây: đời sống các môn đồ sau khi Chúa phục sinh. Có thể đây là cái đề tài mà tôi và quý vị ngờ hôm nay. Chúng ta quên rồi, chúng ta không áp dụng, chúng ta bận rộn, chúng ta bất bại, chúng ta quên rồi. Lời Chúa buổi sáng nay Ngài nhắc cá nhân tôi và tất cả quý vị con cái Chúa đang ở đây. Đời sống các môn đồ sau khi Chúa phục sinh thì thứ nhất là sau khi Chúa chết sống lại, hội thánh nhớ rằng Chúa ở với họ bao nhiêu tháng không? Có 40 ngày. Con số 40 là một con số đặc biệt. Nếu mình đi Chúa lâu năm mà ở con số 40 ý nghĩa là gì nó tôi không biết. Con số 40 là tượng trưng về sự thử thách, sự hoàn lạc. 40 năm bắt đầu quá, phải không? 40 năm Chúa kiên an, 40 ngày Chúa kiên an. Rồi Chúa chết sống lại với các môn đồ 40 ngày. Đó. Số 40 là số biểu tượng về sự hoàn lạc và sự sống trên Chúa đường thế. Và sau khi Chúa sống lại ở họ 40 ngày, Chúa thăng thiên về trời. Trước khi Chúa thăng thiên về trời, Chúa hứa với họ, Chúa ban cho họ ngày quỷ khắc thiên họ hai ngày. Một cái câu gốc mà tôi và quý vị làm con Chúa không thể quên. Quên là quên trách nhiệm của mình, quên là thờ ơ đối với Đức Chúa Trời, quên là chúng ta coi thường sự cứu rỗi công tác mà chúng ta yêu mến của cuộc ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18, 19 và 20: hết thải quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân như danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép bắp tên cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người, và nay ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Ngày nay giống như là một cái người ủy quyền cho người khác vậy đó, đúng không? Bởi vì tôi ra nước ngoài tôi phải ủy quyền cho người thân của tôi, hai tôi ở bên Chúa Giêsu thăng thiên về trời, ngày quỷ cái quy quyền của ngài, ngày trao cái quy quyền của ngài cho các môn đồ, cho hội thánh của Chúa. Rồi Kinh Thánh cũng nói rằng ta thăng thiên về trời để làm gì? Ta ban Đức Thánh Linh xuống, ta ban thằng lẽ thật xuống, ta ban thằng yên mũi xuống cho các ngươi. Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Khi các ngươi hầu việc rao giảng tin lành, thậm chí các ngươi sẽ bị bắt đến vào công đoàn các cơ quan chính quyền. Đừng lo những điều gì phải nói, vì trong giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những điều phải nói. Chúng ta cảm ơn. Riêng cá nhân tôi thì tôi được may mắn, tôi nghe ba má tôi kể đó, ông bà đã tin Chúa rồi, sinh ra tôi là ông bà đã tin Chúa rồi, cho nên tôi không có theo đạo Phật và đạo gì cả rồi mới trở lại tin Chúa. Cho nên đây là cái giấc ẩn của tôi. Dẫu vậy, với khi hầu vị Chúa phải học hỏi các tôn giáo để biết giáo lý của họ, để biết giáo chủ của họ, cái giải pháp cứu độ của họ, để chúng ta có hiểu như vậy, chúng ta thấy cái giá trị mình tin nhận Chúa Giêsu cứu đời. Trong mà quý vị đừng mai cứ tự hồ cái này là giáo lý nhà Phật Trung của Đạt Lợi, tôi tin Chúa tôi đặt đó là gì sao, cũng là một chứng cho họ phải đồng cảm với họ, phải không? Phải hiểu giáo lý của họ
phải hiểu cái hoàn cảnh của họ, lúc đó mới chịu một dễ thương mà. Còn định ghét không, tôi không có, tôi muốn đọc cái giáo lý giáo Phật, cũng không tự là tôi muốn ở cái nào phải đạo của tôi. Cái quan điểm đó là quan điểm của tôn giáo. Như vậy khi Chúa Giêsu từ cái chết sống lại rồi, thật cái điều mà các môn đồ kinh nghiệm là gì? Họ nhận được nhiều ân tứ Chúa ban cho để mà đáng lẽ Chúa chết rồi, thời gian họ buồn rồi. Đó, khi Chúa chết trong năm mà họ buồn, họ khóc mà. Đó, bà Maria Magdalena mà khóc á. Tốn biết bao nhiêu công sức, dầu dầu căng tầm để tẩm liệm 3 ngày là tẩm liệm mở cửa mã đó, tẩm liệm cái xác của Chúa cho thầy của mình rất là yêu quý và tôn trọng. Bây giờ Chúa đã sống lại, họ kinh nghiệm, họ kinh nghiệm kinh thánh rằng khi Chúa Giêsu từ núi Olivet thăng thiên rồi và trở về, họ không trở về nhà, họ không trở về nhà, mà họ trở lại cái phòng cao mà Chúa Giêsu từng bỏ với họ đó, nhóm với họ. Tại đó họ cầu nguyện, họ cầu nguyện đúng 10 ngày tiễn Đức Thánh Linh giáng lâm trong câu nguyện đầu đoạn 2. Và bây giờ họ nhiều nhận nhiều ân tứ của Chúa ban cho lắm. Họ đâu có biết nói tiếng máy đâu, hầu giờ họ đâu có kinh nghiệm nhiều đó đâu. Nhưng mà trong công một đoạn 2, chúng ta thấy là các ăn tới mà họ kinh thánh nói là khi họ cầu nguyện hiệp một như vậy, đất rúng động và những cái lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi một người. Bây giờ họ phát ra họ nói tiếng máy. Cái tiếng máy ở đây là thí dụ như người Việt Nam, tôi là quý vị người Việt Nam không biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Công gì hết. Nhưng mà cái ngày lễ cúng tuần đó nhiều cái dân tộc đấy tập trung nè. Đó, họ là coi như là dân Do Thái bị lưu đày đó mà. Anh nữa trở về thì bây giờ họ nghe những ông sứ đồ này nói cái tiếng mẹ đẻ của họ. Kinh Thánh gọi là tiếng mới trong công đoạn 2 này. Họ nhận lấy quyền năng, họ nhận lấy ân tứ như là Chúa hứa. Phải không? Khi Ngài thăng thiên về trời, Ngài sẽ ban quyền năng cho họ. Họ sẽ thay Ngài đi ra rao giảng tin lành, dạy dỗ muôn dân, dạy dỗ làm hết đất tin cho họ, mở rộng vương quốc của Chúa. Và bây giờ Chúa sẽ sống lại họ kinh nghiệm. Chúng ta thấy không? Dẫu bây giờ thầy không có bằng băng thanh sắc hình thể vật lý này nữa, bởi vì bây giờ Ngài trở lại một vị thần rồi, mày vô hình rồi. Lâu lâu thì cũng hiện ra với họ trong giai đoạn đầu. Nhưng mà bây giờ kinh thánh là họ hiểu một rồi. Họ yêu mến Chúa, họ thờ một ngày. Chúng ta mở đi, kinh thánh đã trả lời cho chúng ta vấn đề đó. Chúng ta mở công bộ đoạn thứ 2. Đoạn thứ 2 câu 42. Quả những người ấy bên lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em để bẻ bánh và sự cầu nguyện, mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Và những người tin Chúa thì hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi ca Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày tôi lấy những cái được cứu thêm vào hội thánh. Kinh thánh trình bày những đời sống sau khi kinh nghiệm quyền năng Chúa phục sinh, cái quyền năng làm cho ngài mang cái thân xác chết trong phần mộ đó, làm cho ngài sống lại đó, cái quyền năng đó bây giờ bước vào trong cuộc đời trong tấm lòng của mỗi các môn đồ. Bây giờ họ không còn sống ích kỷ nữa. Bây giờ họ không sống theo một cái tôn giáo do thế giáo ngày xưa nữa, mà họ siêng năng kinh thánh ghi từng đời từng chữ. Ngày nào cũng vậy, họ đến đền thờ để cầu nguyện, để học lời Chúa, để thông công chia sẻ sự khó khăn về vật chất với nhau. Ngày nào Chúa cũng lấy những kẻ ngoại đạo đem vào trong hội thánh,
Khi tôi và quý vị đọc câu kinh thánh lại này có nghĩa là gì? Còn cái Chúa lao đi làm ngủ hết thôi, rồi Chúa kêu ông A, ông B, C người ngoại đâu hết. Cái táo đó là dạ tôi xin Chúa, tôi xin Chúa các quý vị. Chúa nói với Adam và Eva mà về cái Chúa dùng nên bằng cái đen. Chúa là hai con có trách nhiệm trong và giữ vườn. Quyền phép của ta cho mặc lên cái những cây trong vườn đó. Bây giờ ta không dùng quyền phép để mà cho nó mất tiếp ra đâu, mà hai con cứ tiếp tục nhân giống, phải không? Trồng ra rồi giữ vườn. Các môn đồ sau khi kinh nghiệm Chúa phục sinh và bắt đầu họ nhận được nhiều ân tứ. Có những ân tứ nào họ dâng cái ân tứ đó để phục vụ bài chiên, phục vụ hầu thánh, để cho mở mang vương quốc của Chúa lúc bây giờ. Cũng những con người đó khi Chúa chưa chết chưa sống lại nó đâu. Khi nào Chúa làm quan làm vua, nhớ là Chúa đưa tôi này bên hữu bên tả nghe. Rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết họ kinh nghiệm quyền năng Chúa phục sinh cho cá nhân cuộc đời của họ. Bây giờ họ sống cho Chúa chứ không sống cho chính mình nữa, đúng không? Kinh Thánh là của Đức Chúa Trời, không được giống chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, lời của Đức Thánh Linh, ghi lại sự thật hồi thánh ban đầu. Họ phát triển hồi thánh hai phương diện, đó là phương diện dọc và ngang. Dọc là trong nội nội bộ, ngang là truyền giảng thiên lành để phát triển. Và họ phục vụ Chúa không phải bằng thời gian rảnh, không phải bằng của cải dư, mà Kinh Thánh ghi là họ bán tài sản của mình để phun vào các quỹ chung, để chia sẻ sự khó khăn của những con người thiếu thốn. Ồ, đọc cái này tôi và ông bà anh chị em nói không, ước gì mình sanh năm sáu đứa con, có đứa nghèo có đứa giàu, ước gì những có đứa khóc của nó giàu lắm, nó sanh ra nó chia sẻ cho anh em nghèo khóc không đó, phải không? Hay là quý vị đó, những đứa giàu đó nó ăn một mình nó cho gia đình trong em cũng đấy, thậm chí cha mẹ nó cũng chẳng quan tâm nữa, có ai muốn gì đâu. Những người con của Đức Chúa Trời ngay lúc bây giờ trong công vụ để ghi lại, những người tin nhận Chúa Giêsu, những người kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, sự phục sinh của Ngài, ân cứu rỗi của Chúa Giêsu đối với họ, họ đã làm được cả một tấm lòng yêu mến của một người. Rồi, tôi và quý vị, công việc Chúa bây giờ không phải đơn giản, không phải tự do như chúng ta ngày hôm nay đây. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy. Mời một con cái Chúa đọc công vụ đoạn 5 câu 29 và câu 41. Đoạn 5 câu 29 và câu 41. Phi-e-ra và các sứ đồ trả lời rằng: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Dạ, câu thứ 41. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra điều thánh thể về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Dạ, cảm ơn. Chúng ta đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh ghi lại những cuộc đời sau khi đã kinh nghiệm Chúa giấy cho mình, sau khi kinh nghiệm được quyền năng của điều phục sinh mà chính cuộc đời của mình đã kinh nghiệm, thì Kinh Thánh nói rằng họ đối diện với bắt bớ của tòa công luận của Đế quốc La Mã. Họ dẫm dặt và tuyên bố công khai rằng thà chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời. Còn những con người đó mà chống Chúa trước cái Đức Đầy Tớ của Thầy cả. Cũng những con người đó đó, mà trong vườn cái Gethsemane đó, Chúa nói rằng các ngươi không thức với ta một giờ được sao? Nhưng mà bây giờ khi họ kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa rồi, họ dám nói với các có thẩm quyền lúc bây giờ mà có thể sinh mạng của họ bị đe dọa, thà chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời các họ.
Chúng tôi trả giá vì dân của Chúa bị bắt bớ đến tội công đoạn. Chúng tôi bị nhục, bị sỉ nhục, bị mỉa mai. Chúng tôi vui mừng bởi vì chúng tôi xứng đáng cho dân của Chúa. Điều này đi đúng với bài thơ đoạn 5 mà Chúa Giêsu nói rằng phước cho người nào bị bắt bớ vì dân của Chúa. Khi các ngươi bị bắt bớ mắng nhiếc như vậy, các ngươi trả giá vì dân của ta, phần thưởng trên trời các ngươi sẽ lớn lắm. Tôi và quý thầy học sáng nay để rồi mình làm giáo viên mình dạy người khác hả? Dạ không. Tôi thưa với Chúa và thưa với hội thánh, khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nghiên cứu để chia sẻ lời Chúa hội thánh, trước hết tôi thưa với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài cáo trách con. Chúa ơi, Ngài nhắc nhở con. Con là ai? Con là loài thọ tạo. Con một con người đáng phải hư mất. Tình yêu Chúa đem mà yêu con và cho con hào cướp, con áp trộm, rồi con làm gương, con chia sẻ cho hội thánh. Cũng những con người yếu đuối này mà sau khi họ hiểu được Chúa chết cho họ, sau khi họ kinh nghiệm quyền năng của Chúa phục sinh, cuộc đời của họ thay đổi hoàn toàn. Thậm chí họ nói rằng họ sống là sống cho Chúa, họ chết là chết cho Chúa. Ngày hôm nay tôi và quý vị, nếu ở trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta dám công bố như vậy không? Đây, vì mở ra Roma đoạn 14 câu 98, mà con thấy chúng đọc cho câu 98 này. Roma đoạn 14 câu 98. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa, vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Chúng ta cảm ơn Chúa. Những con người tin Chúa, những con người từng trải hoạn nạn, khó khăn, bất bớ, cũng là những con người đã từng yếu đuối, sa sút, thậm chí chối Chúa. Bây giờ những con người này, khi mà họ kinh nghiệm, họ gặp Chúa cũng sinh đời, cuộc đời họ thay đổi hoàn. Trong Roma nói đây là Paulo nói, phải không? Thư tín của Paulo, tức là hồi trước ông Sô-lơ đó, gửi cho hội thánh rồi. Sau đó đã gặp Chúa trên con đường Đam Mắt, đến thủ đô Đam Mắt để mà bắt các ca đơn để bỏ tù, để mà đánh đập. Nhưng mà ông không gặp Chúa thực sự. Ông đã tin nhận Chúa. Và chúng ta thấy, chúng ta đọc Kinh Thánh chừng nào thì chúng ta thấy những con người kinh nghiệm quyền năng của sự phục sinh, chúng ta thấy bây giờ họ không sợ bắt bớ, sử dụng vị danh của Chúa, và coi là họ xứng đáng để nhận những điều đó, bởi vì Chúa của họ đã bằng lòng nhận những điều đó để cứu họ mà. Họ vui mừng, cái thằng đó tình cờ không được đi đâu, họ vui mừng. Nếu tôi và quý vị bị dẫn đến tòa của mình, các quan chính quyền nó dạ không, tôi tin Chúa là tôi thấy mấy người này đây tôi cũng đi theo đó. Tôi tin là bởi vì lý do là tôi thấy muốn quen cái cô đó, muốn quen anh đó, là tôi là đồng theo đó, tôi là đồng dài dao á, dòng 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 nhà thờ á, cho tôi không có tin đâu. Có thể tôi và quý vị không nói những điều đó, nhưng mà hành động và thái độ của chúng ta với tiêu chuẩn của đời sống cao đất không còn nữa, đồng nghĩa với chúng ta đã nói những điều đó. Trong khi các đốc nhân và tôi là Chúa nói rằng các con nó giống như là cái đèn tắt đi, giống như là cái đèn rỉ sắt lâu năm rồi. Nếu mà Kinh Thánh nói vậy, tôi và quý vị sẽ tuyệt vọng quá. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Các con là sự sáng của thế gian, các con là muối của đất. Chỉ có những người không kinh nghiệm đến điều đó mới lấy cái thùng đẩy đi cái đèn đó, phải không? Cái thùng đó là cái gì? Nó là cái tư dục ham mấy của thế gian. Đoàn dân ngày xưa Kinh Thánh nói rằng ông sẽ chê lùn không thấy Chúa Giê-xu, cho nên ông có chạy đi sông để nhìn thấy Chúa Giê-xu. Thật sự ra
giọng có luôn cỡ nào giọng em tiếng gì cũng thấy Chúa Giêsu. Nếu đoàn chân đi tránh hai bên để Chúa đi trước, đúng không? Chúa là người dẫn cái đoàn dân đó, họ thay Chúa đằng sau, Chúa đi trước. Thì một em thiên nhiên, một âm sa chen khắp cỡ nào họ cũng thấy Chúa Giêsu. Nhưng mà cái thắng đó thì cái đoàn dân quay quanh, cho nên âm sa chen không thấy Chúa Giêsu. Cho nên thế gian ngày hôm nay không thấy Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta bị những cái thần dục linh, đó là danh lợi quyền tư dục. Nhưng những điều chúng ta thay Chúa Đức Chúa Trời để định đoạt cuộc đời của mình, đó là những cái thùng người ta không thấy Chúa Giêsu trong cuộc đời. Trong hội thánh kia có một cái buổi đặc biệt lần trước của một bạn thanh niên. Anh ta kể lại khi anh ở một quê đó, đạo Chúa điện bắt có kia nào, nhưng mà anh cảm ơn Chúa anh không bị bắt bó, bởi vì anh đời quên xa rồi. Rồi anh mới nhóm một cái hội thánh trong cái đường thờ anh đi làm bụng đến cái giờ này. Thì anh ăn cảm ơn Chúa, tôi không bị bắt bó. Ồ, nó sao tao ăn đi Chúa mà không bị bắt bóc? Nó giả. Bởi trong lý lịch đó tôi không có khai tôi là đạo Thánh Lan. Thì nhà thờ thì có đi mà thỉnh thoảng đi thôi. Còn mấy người bị bắt bóc là mấy người siêng năng đi nhà thờ làm công việc, cho nên chính quyền nắm rõ hết cái danh sách đen, cho nên bị bắt bóc. Còn tao thì họ không phát hiện ra, cảm ơn Chúa tôi không bị bắt bóc. Các ngươi bị bắt bớ vì các ngươi không nhục về họ, còn ai thuốc về họ thì họ không bắt bớ, đúng không? Đó nè, các môn đồ đã trả giá kinh nghiệm tình yêu Chúa cứu mình, kinh nghiệm được quyền phục sinh của Chúa, quy quyền phục sinh của Chúa, kinh nghiệm được quy quyền của một đấng tạo hóa, một chúa thể của muôn loài. Họ bằng lòng trả giá, họ bằng lòng yêu mấy ngày, họ bằng lòng thuốc ngủ ngày. Kinh Thánh thì không ghi những cuối đời của các sứ đồ, nhưng mà lịch sử của các đọc giáo ghi rất nhiều. Họ cứ đi ra, rao giảng tin lành từ nước này sang nước khác. Cuối cùng họ tử bị đọc. Đó, chúng ta đọc trong Hebrew đoạn 11, chúng ta thấy luôn con hình thức tin của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng có những người bị cưa xẻ, có những người bị quăng vào giàn quả, có những người quăng vào hang tiêu tử cho thú dữ ăn, có những người chết họ không biết quê hương dòng họ đất nước của họ vì cái danh, bởi vì họ kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Và những con người sứ đồ lúc bấy giờ họ cứ mang cái dân tộc, họ cứ mang cho những tộc nhân cứ mang. Quý vị mời, xin mời Thánh mở Roma đoạn 9 câu 1 đến câu 3. Xin mời Thảo đọc cho. Tôi nhớ là chỉ có không biết chỗ đó, đọc cho chúng ta nghe. Roma đoạn 9 câu 1 đến câu 3. Tôi nói thật trong đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi thầm đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, bị khỏi đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác. Ông Phaolô nói rằng, ông chấp nhận tù đài, ông chấp nhận sự đau khổ, tiếp tục rao giảng tin lành cho dân tộc của ông, cho người Do Thái của ông. Đầu tiên là tha tội được cứu rồi. Đó, một con người kinh nghiệm tình yêu của Chúa, kinh nghiệm được quyền năng của sự phục sinh của Chúa trong tấm lòng của cuộc đời của mình. Ông nói như vậy. Khi tôi và quý vị nghe những câu kinh thánh này, tôi và quý vị
có đủ nước mắt không? Có đau xót cho những người thân yêu của mình chưa Thiên Chúa? Có đau xót những tội lỗi của mình gây gớm bất phạm cho người thân yêu của mình trở nên một cái ngăn trở để họ không đến với Chúa không? Trong khi ông Phaolô nói gì, quý vị lưu lại Roma đoạn 7, quý vị sẽ thấy cái điều ông tâm tình mà ông nói. Ông nói trong đoạn 7, tôi xin đọc câu 24: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi tấm lẽ hai chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Chúa không cứu ông, ông trở nên một con người khốn nạn, con người tuyệt vọng, con người đau khổ. Bây giờ ông đang không cứu ông, Chúa cứu ông. Bây giờ ông sống cho dân tộc ông, ông sống cho Phúc Âm, ông sống cho Chúa Giêsu. Đây là điều mà Kinh Thánh đã ghi rất là rõ, phải không? Còn nếu ngược lại, Chúa đã cứu ông rồi mà ông không sống cho Chúa, ông không sống cho dân tộc của mình, cho người thân yêu của mình còn đang ở mắt, tức là sống cho chính mình mà thôi. Hay nói cách khác, cuộc đời Thiên Chúa vẫn còn sống bên kia. Ông Phaolô nói một câu nữa, quý vị mở trong Galati đoạn 2, câu Kinh Thánh này là quen. Đoạn 2 câu 20: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thì ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã có chính mình Ngài vì tôi. Ông nói rằng mỗi ngày tôi đã dâng cái bản ngã cho Chúa để Chúa làm được chết đi. Chúa đóng đinh trên thập tự giá đây bởi đức tin, để rồi bây giờ tôi sống cho Chúa, Chúa sống trong tôi. Tôi không phải tôi sống nữa đâu, nhưng mà bây giờ tôi sống lại nhờ Chúa, và Chúa đang sống trong tôi. Chúa điều khiển cuộc đời của tôi, Ngài làm cho cuộc đời của tôi có ý nghĩa, có giá trị cho Ngài ở trên trần gian này. Ông kinh nghiệm tình yêu. Chúng ta cảm ơn Chúa, những con người đã kinh nghiệm truyền hình Kinh Thánh đã ghi lại, họ mới tin Chúa 3 năm thôi, phải không? Rồi sau đó chúng bị chết, Chúa sống lại và tiếp tục những ngày theo Chúa. Họ được biến quyền năng, xin đã biến đổi ngay. Họ kinh nghiệm một đấng một tin, đấng có quyền trong cuộc đời của họ. Họ giao bó cuộc đời sống hơi thở của họ cho Chúa. Chúa toàn quyền, dù bắt bớ, dù khó khăn, dù trả giá thế nào, họ cứ rao giảng Phúc Âm, họ dâng hiến đời sống năm đệ, họ dâng hiến tiền bạc, dâng hiến thời gian công nguyện và hội thánh, cứu mang cho những người còn đang phương pháp. Đó là điều mà Kinh Thánh ghi rất là rõ. Còn tôi và quý vị ngày hôm nay, hay là các năm chúng ta cũng thấy cái hình, cái phần mộ nó trống như thế này. Chúa quyền năng phục sinh, Chúa quyền năng phục sinh mấy chục năm. Lời Chúa buổi sáng nay không biến đổi, không biến đổi luôn. Ông Phaolô sợ phản bội lắm. Ông nói rằng với hội thánh, cả thế giới hội thánh của Chúa trên sông Kinh, ông nói với lòng mình, ông nói với Chúa của ông, tôi chết. Quý vị mở câu kinh thánh này sẽ thấy. Tôi thứ nhất đoạn 15 câu thứ 31. Mời sư hào đọc chậm. Tôi thứ nhất đoạn 15 câu thứ 31. Đọc lời Chúa trong thứ nhất đoạn 15. Thầy Chúa chết như thế này: hỡi anh em, tôi chết hằng ngày thật cũng như anh em, là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Ông Phaolô nói rằng, Chúa ơi, ông nói với hội thánh, những người thân yêu trong gia đình Cơ Đốc, ông nói rằng tôi phải chết mỗi ngày, phải không? Tôi và quý vị chưa về thiên đàng hóa trần gian này,
cái tư dục nó sống lại bất cứ lúc nào. Phải nhờ lời của Chúa. Ông đã biết cho rằng lời của Chúa làm cho tôi sống lại, tức là ông đã bị chết tâm linh rồi, ông đã phạm tội rồi. Và ông nghe lời Chúa, ông nghe tiếng kỳ đa thắng tới cảnh cáo, ông giúp mình, ông mang năng liền. Còn Phaolô nói rằng Chúa ơi, cho con dâng cái tư dục, cái đời sống cũ đó, Chúa tiêu diệt con mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Cái này con giao cho Chúa, còn bằng con thì nó quen, nó tính đó rồi. Con biết Chúa có quyền mà, Chúa từ cái chết sống lại mà, con biết Chúa làm gì cũng được hết á. Thì Chúa thay đổi đời sống con cho tốt. Còn con thì bây giờ không, người quen đường cũ rồi, nó quen như vậy thôi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cung người đó. Con mở cửa làm sao Chúa bước vào? Chúa đạp cửa bước vào hả? Quý vị đến đây tôi con mở cửa, quý vị dám đạp cửa bước vào không? Chúa tôn trọng cái quyền quyết định tự chọn. Chúa cho tôi và quý vị hãy ôn ngoan chọn theo ý muốn của Chúa Trời. Chúa cho chúng ta học lời Chúa, nghe lời Chúa, kinh nghiệm quyền năng của sự phục sinh, không phải định ảnh Chúa sống lại trong phần mộ, nhưng mà mình sống lại từ trong tội chết tâm linh của ta, để sống cuộc đời ích lợi cho bản thân, ích lợi cho gia đình, cho bạn bè, cho hội thánh, cho thiên hạ. Để ngày chúng ta gặp Chúa, Chúa nói gì? Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín. Amen. Nhưng mà Chúa nói coi đó, Chúa nói gì? Hỡi đầy tớ biến nháp và bị đổ ra, hãy quăng nó ra ngoài. Bây giờ của đó Chúa phán với tôi, cuộc đời thảm hiu và cầu xin Chúa Thánh Linh cho biến của thánh của Chúa.